Liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê gần 1.000 tỷ đồng, sáng nay 23 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố và tạm giam 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp với 10 đối tượng, củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật, thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để xác minh điều tra. Ngày 14 tháng 2, dưới sự phối hợp hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà TNT Dance Sport, đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 233 CPU máy tính bàn, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản, triệu tập và làm việc 133 đối tượng. Ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản tại công ty Pháp Việt. Ngày 20 tháng 2, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty Pháp Việt, và Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp, về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh giam giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác. Ngày 22 tháng 2, tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là phó giám đốc công ty, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa, hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố. Tổng số tiền đã đòi được hơn 988 tỷ đồng. Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát Rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Đây là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045, kết hợp cùng các dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương, bến cát lưu vực Tây Sài Gòn. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải tạo này đi qua nhiều quận, huyện của thành phố với diện tích lưu vực 14.900 ha. Đây cũng là một trong những con kênh có chiều dài lớn của thành phố. Nhiều năm qua, các cấp chính quyền đã nỗ lực trong việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý rác thải. Tuy nhiên, việc đầu tư chưa đồng bộ công trình dẫn đến các nỗ lực của các cấp chính quyền, của người dân chưa thật sự phát huy hiệu quả. Nhiều tuyến kênh vẫn còn tình trạng ô nhiễm. Dự án Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên đi qua 8 quận huyện. Thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung làm cái công tác nạo vét và giải phóng mặt bằng. Thì hôm nay thì chúng ta khởi công cái giai đoạn 2 của dự án, là chúng ta gồm có là nạo vét lòng kênh cho đúng cái cao độ thiết kế, đảm bảo dòng chảy. Thứ hai là chúng ta kè hai bên bờ bằng cừ bê tông dưỡng lực. Thứ ba là chúng ta làm cái hệ thống giao thông hai bên đường. Thứ tư là chúng ta làm cái hệ thống cây xanh chiếu sáng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 8.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương bố trí 4.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, chống ngập, xử lý nước thải là một trong các chương trình quan trọng của thành phố trong giai đoạn tới. Đây là một trong những dự án trọng điểm. Nó sẽ kết hợp với các dự án khác giúp hoàn thiện hệ thống thoát nước cho phía Bắc và phía Tây thành phố. Dự án có quy mô rất là lớn, do đó thì chủ đầu tư cũng đã ý thức được cái vấn đề là cái thời gian thi công sẽ tốn rất nhiều thời gian. Do đó thì chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cũng như là các sở ngành quận huyện đã có cái sự phối hợp trước, xây dựng những cái kế hoạch chi tiết để triển khai thi công cũng như là đảm bảo cái mặt bằng cho nhà thầu thi công. Mục tiêu của dự án đặt ra là sẽ hoàn thành vào năm 2025. Đề nghị chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu và có kế hoạch thi công thật chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là các địa phương, để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
và các tai nạn khác. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc triển khai thi công hoàn thành dự án chắc chắn sẽ tạo nên bước đột phá cho hạ tầng đô thị thành phố, chỉnh trang và nâng cao diện mạo đô thị cho khu vực nói riêng và thành phố nói chung, hình thành tuyến giao thông đường thủy, đường bộ liên kết qua 7 quận huyện là động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị, trong những ngày này, tình hình tiêu thụ sầu riêng đang rất tốt ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Giá thu mua cao có thời điểm lên tới 210.000 đồng một kg, thu mua tại vườn, nông dân phấn khởi. Có nhiều lúc thương lái phải chi trả 1.000 đồng một kg cho người môi giới vườn sầu riêng cần bán, nhưng hàng cũng không đủ để thu mua. Và thế là một lần nữa, nông dân lại ồ ạt đốn bỏ các loại cây trồng cũ và đua nhau trồng sầu riêng với hy vọng thu lợi nhuận lớn. Hệ lụy không chỉ là câu chuyện lệch pha giữa cung cầu dẫn đến dội chợ, mà còn tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế nông nghiệp nhiều nơi khi quy hoạch bị phá vỡ. Thấy lợi nhuận kinh tế cao, ông Ngoan đã chuyển 7.000 m2 đất lúa sang trồng sầu riêng, dù khu vực này theo quy hoạch là trồng lúa. Theo người dân, sau 5 năm trồng, sầu riêng mới bắt đầu cho trái. Chi phí bình quân cho mỗi công sầu riêng là 20 triệu đồng mỗi năm. Dù mức đầu tư không hề nhỏ, nhưng người dân vẫn đổ xô trồng. Điều đáng nói là người trồng không có bất kỳ hợp đồng bao tiêu hay tham gia chuỗi liên kết sản xuất nào. Lúa bây giờ cái giá cả thì nó bấp bênh, ví dụ được mùa thì nó thất giá, mà thất giá nó được mùa nó gì đó. Rồi thôi mình thấy cái kinh tế sầu riêng nó cũng có. Mạnh dạng anh em ở đây, đúng rồi, cái ngành nông nghiệp thì cũng không khuyến cáo mình lên trồng sầu riêng. Vì dùng cái này nó trồng không biết hiệu quả hay sao, mấy ông cũng chưa cho. Ông Ngoan không phải là hộ cá biệt tại địa phương, hết mặn mà với cây lúa, cây mít. Trong vòng 3 năm, diện tích sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang từ 14.500 ha tăng lên 17.600 ha. Dự kiến cái sản phẩm sầu riêng mà sẽ thu lại của hàng năm á, thì sẽ rất nhiều, có thể là cung sẽ vượt cầu. Thì do đó thì cũng có khả năng là giá cả của sầu riêng sắp tới sẽ không có ổn định hơn thời điểm hiện nay. Tình trạng nông dân ồ ạt trồng sầu riêng cũng phổ biến tại Cần Thơ, Hậu Giang với diện tích hàng ngàn hecta. Như ở Cần Thơ, diện tích cây sầu riêng năm 2015 là 537 hecta, nay tăng lên 2.487 hecta. Diễn biến tương tự, ở khu vực Đông Nam Bộ, sầu riêng cũng được trồng khắp nơi. Từ nông dân cho đến doanh nghiệp, những vườn cao su này tới đây sẽ phải nhường đất cho sầu riêng. Công ty cũng bắt kịp cái xu thế hiện nay, như là cây sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc á. Thì công ty cũng định hướng là chuyển đổi khoảng 100 hecta sang cây sầu riêng. Những cái vườn tiêu bị chết, những vườn điều và những cái vườn rừng và những vườn cao su, đó là bây giờ là họ không có giá trị cao, thì họ đang phá và thật sự họ đang ào ạt luôn rồi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng có đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực đến năm 2030, quy hoạch diện tích sầu riêng cả nước 65.000 đến 75.000 hecta. Tuy nhiên đến nay, diện tích đã vượt khoảng 35.000 hecta so với định hướng. Và chắc chắn trong bối cảnh này, diện tích sầu riêng sẽ tiếp tục được mở rộng tự phát. Thì ở bên Thái Lan thì họ cũng có một cái nghiên cứu mà họ để đánh giá cái gọi là cái mức độ rủi ro của cái chuyện phát triển sầu riêng từ đây cho tới năm 2025. Thì nói chung thì cái mức độ rủi ro là có tăng lên. Mà cái mức độ rủi ro này thì họ dựa vô nhiều chỉ tiêu lắm, tới 10 chỉ tiêu lận. Với đà mở rộng diện tích tự phát như hiện nay, trong vài năm tới, một sản lượng sầu riêng lớn tại Việt Nam sẽ ra thị trường. Trong khi đó, lúc này ở Đông Nam Á, cùng với Thái Lan, nhiều nước khác như Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines đang đẩy mạnh trồng sầu riêng như nước ta. Trong khi thị trường tiêu thụ chính chủ yếu chỉ có Trung Quốc.